Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 46. Gió sông thổi mạnh, Lý Tử Thị cùng Thị Tỳ đứng trên sàn tàu. Trên mặt nàng không còn vẻ sầu khổ của một quý phu nhân nữa, khóe miệng nở một nụ cười thận trọng, sống lưng thẳng tắp, nàng nhàn nhạt hỏi: "Siết sư gia, xiết sư ra cúi người ôm quyền chào lý phu nhân vất vả rồi lý tử thị khẽ gật đầu xoay người vào khoang thuyền dù là vợ của một thương nhân giàu có nếu không có lệnh phong cũng chỉ được gọi là phu nhân mà thôi nàng là phu nhân của nam tước không bao giờ có thể hạ mình trước thương nhân vì mưu tính hôn sự cho chị nàng cũng có thể giữ được danh phận vào khoang thuyền phân chủ khách mùi, lý tử thị thờ dài nói Nhà chị ta chỉ có một cửa hàng nhỏ và một ngôi nhà ba gian. Hậu viện mở phường nhuộm cũng không lớn bằng vườn hoa nhà ta. Dù có bí truyền, một năm cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Nàng không hiểu, nhà quý thi nhỏ bé có gì giá trị mà đối phương phải tốn công mưu tính như vậy. Siết sư gia vuốt dâu, cười nói. Phường nhuộm quý gia gia quá nhỏ, đổi thành phòng nhuộm lớn của chủ nhân ta, lợi ích sẽ khác hẳn. Lý tử thị cười nói, chỉ tính tình của ta cương trực, sợ rằng dù có bán phường nhuộm hay nhà cửa, cũng không giao ra bí truyền. Chủ nhân ta có cách. Siết sư ra không giải thích thêm, lấy từ trong tay áo ra một cái cháp đặt trên bàn. Đây là một nửa khế đất, mong phu nhân lên đường bình an. Thị tì đặt hộp vào tay Lý Từ Thị, Lý Tử Thị chưa mở, ngọt tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn. Ta chỉ nghe nói ích châu phủ có một loại gấm đặc biệt, rất nổi tiếng trăm nghe không bằng một thấy. Ta ở đây hơn nửa tháng, mới biết được phường nhuộm hoán hoa thuộc hồng tơ hoán hoa tơ cư của ích châu phủ là xuất sắc nhất. Trong chiều hàng dệt bằng máy cục đại nhân cũng có chút hứng thú với bí truyền của nhà chị ta. Cuối năm là sinh nhật của phu nhân Phượng Dương Tiết Độ Sứ, ta và Lang Quân Định tặng một món quà đặc biệt. Không biết tặng gì cho em gái, đến ích châu phủ, thấy gấm tứ xuyên đẹp đẽ, ta mới quyết định. Mong chủ nhân có thể chuẩn bị 300 thất gấm cho ta hai điền trang ba nghìn mẫu đất, chợ phía đông hai gian cửa hàng, trong thành một cái sân nhỏ. Thêm một thuyền tơ lụa, như thế còn chưa đủ, lại muốn ba trăm thất gấm, hai nghìn thất lụa cũng không bằng nửa giá ba trăm thất gấm. Nghĩa xuyên nam liên tục cưới vợ gả con gái, nam tức nghèo kết xác, túi ra chỉ có chữ nghèo. Siết sư ra thầm mắng lý từ thị tham lam, nghe nàng nhắc tới hàng dệt bằng mấy cục đại nhân, lại nuốt lời mắng vào trong đắc tội với hàng dệt bằng máy cục đại nhân, năm sau cống gấm chọn điểm xấu, chức cầm sẽ gặp rắc rối lớn. Việc nhỏ thôi, ta sẽ thay mặt chủ nhân đáp ứng phu nhân, phu nhân có thể đến cửa hàng ở trường An nhận hàng. Siết sư gia không cần suy nghĩ, liền đáp ứng ngay. Thấy hắn hào sảng như vậy, Lý Tử Thị lại hối hận vì đã tăng giá quá thấp. Nghĩ đến lần này được hồi báo phong phú, yến nương cuối cùng cũng có thể gả trong cảnh vinh quang. Lý Tử Thị hài lòng không thôi. Sau khi tiễn xiết sư ra, nàng mở hộp ra, nhìn thấy bên trong là một nửa khế đất, nàng không nhịn được bĩu môi nói. Thương nhân lắm mưu mẹo, đưa lễ cũng muốn xé làm hai, đi lấy nửa kia ra. Thị tì vào trong, mang ra một cái chát, Lý Tử Thị lấy ra nửa khế ước, ghép hai nửa lại, không khác biệt chút nào. Nàng hài lòng gộp lại và cất đi. Phu nhân, nếu chúng ta đã nhận được hồi báo, sao không lặng lẽ nhắc nhở quý phu nhân thị tỳ nghĩ đến phu nhân của mình và quý thị là chị em ruột máu mủ tương liên nhắc nhở quý thị cả hai sẽ ít phần áy náy nhắc nhở nàng chẳng phải là nói rõ ta hại nàng ta vì sao phải để nàng thấy ta đáng ghét hãy để mọi chuyện tự nhiên nếu nàng vượt qua được tương lai có thể còn hữu dụng lý tử thị cười khẩy rõ ràng thấy thị tỳ trung thành nhưng thiếu trí tuệ Chị ta gặp kiếp này vì quá ngây thơ. 20 năm không gặp, nàng dựa vào gì mà tin ta? Chỉ là một bài học thôi. Chỉ cần nàng giữ được bí truyền, sớm muộn cũng sẽ tái xuất. Ta chỉ cần chờ mọi việc kết thúc, rồi sai người chuộc lại trạch viện. Thuyền tơ lụa này coi như giúp nàng buôn bán tốt. Thị tì cũng thấy đề nghị của mình ngây thơ, nghĩ lại cảm thấy chủ mẫu lòng dạ ác độc. Giao việc ác cho người thiện lương, đi theo chủ nhân như vậy, nếu không tận tâm, cũng không có kết quả tốt trong lòng nàng dần dần sinh ra ý nghĩ khác ngủ đi trời sáng chúng ta sẽ rời ích châu phủ lý tử thị nằm trên giường mãi không thể ngủ được trước khi đi quý thị kín đáo đưa cho nàng một lượng vàng nặng nàng đặt dưới gối lẩm bẩm nhị tỷ ta muốn lo cho yến nương tiền tài làm lòng người động ngươi đừng trách ta nàng và quý thị đều là thứ xuất không thể so với đích mũi nên phải so với tỷ tỷ. Quý thị có vẻ dịu dàng quyến rũ, trà đạo cao hơn nàng, thậm chí thuật cưỡi ngựa cũng giỏi hơn. Đích muội chơi ngựa cầu lúc nào cũng gọi quý thị tiếp đón. Mẹ cả cũng nhìn nàng một cách đặc biệt, Nghĩa Xuyên Nam vốn vì danh tiếng của quý thị mà không quan tâm đến thân phận đích thứ tới tổ hôn. Khoang thuyền yên tĩnh, mơ hồ nghe tiếng nước sông vỗ bờ. Lý Tử Thị nghĩ đến đây có chút thương tâm nếu mẹ cả chịu tìm cho ta một cuộc hôn nhân tốt, ta cũng không cần phải ghen tị tính kế với nhị nương. Vì đích muội xuất giá, mẹ cả lại nhìn chúng đôi tiểu thương thuê sân nhỏ. Xem ta như đồ vật sao? Ta tuy là thứ xuất, nhưng cũng là hậu duệ của anh quốc công. Thế đạo này đã vậy, tiết độ sứ môn làm theo ý mình, mặt ngoài tôn hoàng đế, thực chất là thổ hoàng đế địa phương. Hoàng đế trong cung cũng bị công công bài bố. Nghĩa xuyên nam thực hộ thập thành đại khái chỉ thu được hai thành. Hắn là kẻ bất lực, nếu nàng không tự lo cho mình và con gái, tương lai chẳng lẽ phải nhìn mặt mũi vợ kế mà sống. Nghĩ đến đây, Lý Tử Thị dần an tâm và chìm vào giấc ngủ. Đầu thuyền cúi xuống, đèn lặng lẽ chiếu sáng dòng sông. Một chiếc thuyền khác cũng dừng lại ở bến tàu. Siết sơ ra đứng trên sàn tàu, nhìn xa về phía trước, thấy chữ. Lý trên đèn lồng ở mũi thuyền, sắc mặt trở nên âm trầm. Lòng tham không đáy tự tìm đường chết. Chủ nhân vốn không định làm khó lý từ thị, dù sao nàng cũng là dòng họ. Hợp tác một thời gian, tương lai nghĩa xuyên nam có thể dựa vào trường an để giao thiệp. Nhưng lý tử thị quá tham lam, hợp tác với người như vậy, quý gia nếu không chết tuyệt, không thể nói trước sẽ gặp rắc rối. Siết sư gia lạnh lùng nói. Chỉ có một nửa khế đất, nửa kia nàng chắc chắn mang theo bên mình. Tìm lại, tới trường giang tìm chỗ vắng vẻ để hành động, làm gọn gàng. Một võ sĩ bên cạnh đáp, chân trừ hỏi. Trên thuyền kia hai ngàn thất tơ lụa xử lý thế nào? Siết sư gia quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Chủ nhân đã nói, làm việc phải gọn gàng, quyết đoán, mấy ngàn lượng bạc không đáng gì, đừng để lòng tham gây hậu hoạn, đều trầm giang khí phách của chủ nhân thấu qua lời xiết sư gia võ sĩ dùng mình trầm giọng nói sư gia yên tâm chương 47 khi đưa từ gợi trở về đi qua thành ích châu không thể bỏ qua việc vào thành dạo bộ quý thị nhớ tới sinh lễ của quý anh anh nghĩ đến việc mua đồ gia dụng quý thị liền nghĩ đến lần quý diệu đình đã thăm dò thiếu gia của thịnh ký sau khi xem dê cừu tại lễ trùng cừu và trở về nhà Quý Diệu Đình kể lại những sự việc xảy ra trong ngày đó cho Quý Thị. Rất tốt với muội muội. Đáng tiếc là muội muội không thích. Thích kết bạn, cũng vui vẻ như không khí trong lành. Bị lừa bán nhưng vẫn có thể vui vẻ và kiếm tiền cho người khác. Có trách nhiệm. Nhưng không hiểu rõ tình huống. Đôi khi vô tình gây thêm phiền phức. Kết luận là đừng suy nghĩ về hắn. Lúc đó ta đã kìm nén để không chửi hắn ngu xuân nếu đã đi qua ích châu thành và muốn chuẩn bị cho con gái chi bằng đi thăm thịnh đại lang quý thị quyết định dứt khoát tìm cớ nói với quý anh anh mua hai bộ gương một bộ cho con trang điểm khi về nhà chồng cuối năm đón chị dâu con cũng tặng nàng một bộ được không quý anh anh nhớ rất rõ những chuyện người khác đề cập anh trai đã vẽ chân dung của thiếu gia tiệm đồ gỗ thịnh ký mẹ nhân cơ hội muốn đi xem mặt nàng cúi đầu nói được trong lòng nàng vẫn có chút hy vọng. Khi xe dừng trước cửa tiệm đồ gỗ thịnh ký, quý anh anh vén màn xe, nhìn thấy biển hiệu thịnh ký bằng gỗ, hai chữ đó vẫn làm nàng đau lòng. Chu nhị lang hôm đó quá ngu xuẩn, lần này là thịnh đại lang. Quý anh anh chỉ mong thịnh đại lang không có trong cửa hàng, để mẹ không thể gặp hắn. Quý phu nhân, ngài đã đến. Trưởng quỹ nhiệt tình đón đoàn người của quý gia vào trong tiệm. Sau khi quý anh anh đến tuổi cập kê, quý thị bắt đầu chuẩn bị xính lễ cho nàng. Một số đồ gia dụng không cần đo đạc đều được đặt hàng từ thịnh ký. Các vật liệu gỗ lớn đã mua từ lâu, cũng do thịnh ký chế tạo. Quý thị và trưởng quỹ đã quen thuộc, sau khi ngồi xuống liền nói ngay vào vấn đề chính. Muốn đặt hai bộ gương, không biết năm nay có kiểu mới nào không? Trưởng quỹ nhận trà từ tay tiểu nhị, tự tay dâng trà cho quý thị, cười nói. Quý phu nhân đến đúng lúc, thiếu gia đi phúc kiến, mang về những kiểu mới từ phía nam. Tôi sẽ lấy cho ngài xem. Hắn ra lệnh cho tiểu nhị phục vụ, tự mình vén rèm vào hậu đường. Quý thị nói với quý anh anh. Con tự đi xem lược đi. Thấy ánh mắt khao khát của tương nhi, quý anh anh cũng không muốn ngồi không. Nàng dẫn tương nhi đi xem lược gỗ trên kệ hàng. Lược gỗ của thịnh ký cũng rất tinh xảo, phần lớn làm từ gỗ đào, hoàng dương mộc hoặc hoa cúc lê mộc. Mỗi chiếc đều được mài bóng loáng, mặt lưng lược được chạm khắc các hoa văn tinh tế, nhiều chiếc có vân gỗ màu vàng nâu lộ rõ, một số dùng sơn đỏ và đen bóng loáng, cao cấp nhất là những chiếc lược có hoa văn khảm vàng bạc. Trong lòng quý anh anh cảm thấy thất vọng, nhưng nàng cũng bị một bộ lược gỗ thu hút. Bộ lược này có sơn đen, mặt lưng chạm khắc hoa cỏ như ngọc lan, hoa cúc hoặc thạch lựu rất tinh xảo. Nàng cầm chiếc lược nào cũng không muốn buông tay. Cuối cùng, nàng chọn một chiếc lược sắc vi, mặt lưng chạm khắc những đóa hoa giao thoa chồng chất, cánh hoa được khảm lá vàng bạc. Sự hoa lệ kết hợp với nét trang nhã. "Nương tử, cái này thật đẹp mắt." Mắt Tương Nhi sáng rực. "Khảm vàng bạc, chế tác tinh xảo, giá cả không phải là thứ nô tỳ có thể mua được." Nàng cũng không thể có đồ trang sức giống như Quý anh anh. Quý anh anh để chiếc lược sắc vi sang một bên, nói với Tương Nhi: Người chọn một cái." giúp Lăng Nhi chọn một cái nữa. Ta sẽ dùng tiền riêng mua cho các ngươi. Tương Nhi vui mừng, cảm ơn quý anh anh, nhanh chóng chọn một chiếc lược khắc hình con khỉ, nhỏ giọng nói. Nô tỳ tuổi khỉ, nương tử giúp ta chọn cái này. Không biết Lăng Nhi có thích loại này không? Quý anh anh dần dần có hứng thú, cùng Tương Nhi chọn lựa bên nhau. Từ xa nghe thấy tiếng cười của nữ nhi, quý thị và quý diệu đình cùng thở phào nhẹ nhõm hai người lo lắng nhất là quý anh anh quyết tâm muốn gả cho triệu tu duyên thấy nàng còn có thể thoải mái chọn lược cả hai đều nghĩ như vậy dai rằng sớm muộn quý anh anh cũng sẽ phai nhạt tâm tư lúc này trưởng quỹ vén rèm đi vào hậu đường thịnh đại lang tự tay nâng một chiếc gương đi ra lần này quý thị nhìn thịnh đại lang với ánh mắt chọn con gì hắn có khuôn mặt thanh tú chiếc gương được sơn đỏ hắn nâng bằng đôi tay thon dài trông rất khéo léo nàng thầm nghĩ, thịnh đại lang có tay nghề khéo léo, trong nhà lại không có anh em chia sản nghiệp, là mối hôn sự tốt. Chỉ là chưa rõ tính tình của hắn thế nào, quý diệu đình đứng dậy, cô y nói lớn. Làm phiền thiếu gia tự mình đưa gương đến. Quý anh anh vô thức xoay người, quay lưng về phía thịnh đại lang, tiếp tục chọn lược gỗ với tương nhi. Thịnh đại lang đặt gương lên bàn, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía đầu kệ một bóng hình xinh đẹp thoáng hiện trong mắt hắn hắn cố nhớ lại mơ hồ nhớ đã từng gặp năm ngoái nhưng không nhớ rõ mặt quý anh anh chỉ đành kiềm chế ý nghĩ cùng quý thị chào hỏi rồi bắt đầu giới thiệu từng tầng của chiếc gương quý thị đến thịnh ký đặt đồ cưới gia dụng thịnh gia nhị lão biết quý gia có con gái đến tuổi nhưng chưa đính hôn liền nghĩ đến thịnh đại lang quý thị đặt những vật liệu gỗ tốt gia cảnh giàu có phường nhuộm hoán hoa và thịnh gia đồ gỗ dù là thân phận hay gia cảnh đều môn đăng hộ đối thịnh gia có ý từng nhờ người hỏi thăm quý thị trước đây quý thị uyển chuyển nói muốn giữ con gái thêm hai năm năm nay quý diệu đình chủ động hỏi thăm thịnh gia hôn sự này có khả năng chuyển biến tốt gương này không giống những loại khác liệu dùng là gỗ lim thượng đẳng phúc châu phủ là nơi thương nhân tụ tập ngoài khảm nạm vàng bạc tơ còn dùng vỏ sò và con đồi mồi thượng hạng. Quý thị ngầm hiểu ý đồ, liền nói với quý diệu đình. Gọi mỗi ngươi đến, xem nàng có thích không. Quý diệu đình liền gọi. Anh anh, lại đây xem gương này. Quý anh anh đành phải từ từ bước đến, dù không mấy hứng thú nhưng cũng không thể từ chối. Nàng cúi đầu, búi tóc hình trái tim, nhìn rất xinh đẹp. Tóc nàng mượt mà, gọn gàng, nổi bật giữa chán bóng loáng trên búi tóc cài một chiếc châm vàng tinh tế mỗi bước đi sợi dây kim loại khẽ đông đưa vì hôm nay đi cùng mẹ quý anh anh mặc lễ phục tay rộng màu đỏ cổ áo lộ ra một đoạn cổ trắng mảnh mai toát lên vẻ thanh lịch như hoa lan thịnh đại lang cảm thấy đầu óc ong ong miệng khô lưỡi nóng mắt không thể rời khỏi nàng quý thị nhìn thấy ánh mắt của hắn trong lòng càng thêm hài lòng gả con gái cho người yêu thương nàng chắc chắn tốt hơn gả cho người không tình cảm. Thiếu gia, gương này có mấy tầng? Quý thị hỏi, thịnh đại lang khôi phục tinh thần, nhẹ giọng đáp. Tổng cộng bốn tầng, phu nhân đừng chê ít, ở đây còn có một ngăn bí mật. Nói đến tay nghề của mình, thịnh đại lang dần dần bình tĩnh lại, giới thiệu kỹ càng về chiếc gương. Gương này được làm từ kính đồng của lương gia, nổi tiếng khắp đại đường. Ta tìm được hai mặt kính đặc biệt ở Phúc Châu Phủ. Nếu phu nhân muốn, có thể gắn vào gương này. Quý thị nghe thấy điều đó rất động lòng. Có thật là kính thấu quang của lương gia không? Không lâu sau, trưởng quỹ mang đến một hộp gỗ. Quý anh anh bị hấp dẫn bởi kính thấu quang, hỏi. Mẹ, kính thấu quang là gì? Kính đồng cũng có thể trong suốt như thủy tinh sao? Nếu như con gái gả vào hào phú triệu gia, hỏi câu này chắc chắn sẽ bị triệu gia cười nhau. Đây là sự khác biệt về môn hộ. Quý thị lại một lần nữa kiên định không muốn kết thân với triệu gia kiên nhẫn giải thích. Kính đồng của lương gia nổi tiếng với tay nghề tốt, trong đó có một loại kính có thể xuyên thấu mặt kính để nhìn thấy hoa văn phía sau, gọi là kính thấu quang. Thịnh Đại lang nhìn quý anh anh mở to đôi mắt đen, nét tò mò dễ thương không thể diễn tả, lòng hắn nóng lên, tự tay đưa kính thấu quang cho nàng. Quý nhị nương tử, thử xem, rõ nhất. Quý anh anh cầm gương, xoay người đối diện cửa, nhìn thấy một bông mẫu đơn mờ ảo qua mặt kính ánh mặt trời chiếu vào mặt sau gương, phản xạ ánh sáng lấp lánh lên khuôn mặt của người đi qua tiệm đồ gỗ. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 48. Nha! Ánh sáng từ gương phản xạ làm thiếu nữ phải dùng tay che mặt. Thị tì bên cạnh nàng không nhìn thấy ánh sáng đó, thấy nàng che mắt liền lo lắng hỏi. Nương tử có sao không? Quý anh anh sợ hãi, vội đặt gương xuống, tiến lên xin lỗi vừa thưởng thức ánh sáng của thấu quang kính, không ngờ ánh sáng chiếu vào mắt nương tử, thật xin lỗi. Quý thị thấy cô gái kia mặc gấm xanh cổ áo lớn, thị tỳ bên cạnh đều mặc váy lụa trắng, dẫn theo hai gã võ sĩ, bên hông có người hầu đeo đao, biết ngay đó là tiểu thư nhà quyền quý, liền trở nên khẩn trương. Nương, con đi xem một chút. Quý Diệu Đình nói rồi bước tới cửa. Thiếu nữ kia cởi mở, dụi mắt nói vừa rồi đột nhiên bị trói mắt giờ không sao rồi tỷ tỷ đang cầm thấu quang kính phải không cho ta xem một chút đi chiếc gương quý như thế giá trị phải cao hơn nhiều so với giá trị tiền bạc nếu lỡ tay đưa cho cô gái kia rơi vỡ thịnh đại lang không để bồi thường lại mắc nợ nhân tình tiểu nương tử này nhìn là biết lai lịch không nhỏ nếu ép mua chính mình cũng không thoát được quý anh anh mỉm cười nói bên đường người qua lại đông Nương tử không bằng vào trong điếm xem thế nào. Thấy cô gái kia theo vào tiệm, quý anh anh thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đặt gương vào hộp. Ta không rảnh lắm, nương tử có thể nhờ trưởng quý giới thiệu cho ngươi. Nàng nói xong lui về bên cạnh quý thị, nhận được ánh mắt khen ngợi từ mẫu thân và ca ca, quý anh anh mỉm cười. Nhiều thất nương không đợi trưởng quý mở miệng, liền lấy hai mặt gương ra, xem dưới ánh sáng. Một mặt sau lưng khắc mẫu đơn, Mặt khác khắc nguyên ương, rất tinh xảo, nàng yêu thích không buông tay la lên, chính là gương đồng lương gia thấu quang kính, ta muốn mua. Thịnh Đại Lang nhận ra ngay tiểu nương tử kia, hắn nghĩ rằng hai mặt thấu quang kính này là để tặng cho quý phu nhân, không thể để ngươi mua hết. Hắn vội vàng nói, Nghiu thất nương tử, hai mặt gương này đã bị quý phu nhân đặt trước. Nghiu thất nương xinh đẹp lập tức biến sắc, mặt đầy mây đen nắm chặt hai mặt gương không muốn đặt xuống một thị tỳ bên cạnh bước ra nói phu nhân hương tử nhà ta thích hai mặt thấu quang kính này có thể nhường lại không giọng điệu hỏi thăm nhưng lại mang thái độ ngạo mạn nhìn xuống người khác một thái độ không mua không được thịnh đại lang âm thầm lo lắng sợ quý gia không biết thân phận đối phương mà gây ra xung đột liền uyển truyền giới thiệu quý phu nhân đây là tiểu nương tử của phó đô đốc nghiêu phủ tây xuyên đảo quý thị thở dài trong lòng thấu quang kính sau này có thể mua thêm cho anh anh nhưng không thể đắc tội nghiêu thất nương tiểu nương từ nhà võ tướng người hầu còn đeo đao chọc giận phá tiệm thịnh gia bẩm báo nha môn cũng không thể lý giải nàng nắm tay quý anh anh đứng lên nếu nghiêu gia nương tử thích hai mặt thấu quang kính này xin nhường lại cho tiểu nương tử thị tỳ mỉm cười đắc ý, liếc nhìn quý thị một cái, nghĩ thầm rằng ngươi cũng biết điều. Nhiều thất nương cũng vui mừng, nàng đặt gương vào hộp, nhìn lên bàn đặt gương, cười nói. Cảm ơn phu nhân đã nhường, trưởng quý, tính gương này vào trướng của ta. Không được, quý thị đành phải từ chối. Cảm ơn nương tử ý tốt, không dối gạt nương tử, thiếp muốn đặt mua đồ cưới cho con gái. a à, ta mua về tặng cũng không thích hợp lắm. Nhiều thất nương cởi mở nhiệt tình, tiến lên kéo tay quý anh anh, xin lỗi nói. Nguyên trương tỷ tỷ cũng vì xuất giá, không dối gạt ngươi, chị ta năm nay xuất giá, ta sang năm cũng phải lập gia đình. Gương kia đang muốn có thêm hai mặt thấu quang kính, thế này đi, thịnh ra tiệm đồ gỗ làm rất tốt, ta sẽ tặng bộ cho tỷ tỷ thêm trang. Quý anh anh cười nói, ngài khách khí quá, ta còn chưa đính hôn, nương tử đã có nhân duyên định nên nhường cho nương tử. Quý thị không nói hai lời nhường lại thấu quang kính, quý anh anh lại từ chối lễ vật của mình, càng làm nhiều thất nương cảm thấy quý mến. Còn chưa biết xưng hô thế nào với tỷ tỷ, ta là quý nhị nương của phường nhuộm hoán hoa, Tam Đạo Yền. Nhiều thất nương kêu nhỏ một tiếng. Tỷ tỷ ở tại Tam Đạo Yền à? Nàng nghiêng đầu hỏi. Quý nhị nương, người có biết triệu gia ở ngõ hẻm cây hòe Tam Đạo Yền không? Quý anh anh gật đầu nhẹ. Triệu gia chỉ cách nhà ta một con phố. Nhiều thất nương vui vẻ. Vậy ngươi có nhận ra triệu gia nhị lang không? Vừa rồi nàng nói nàng và tỷ tỷ của nàng năm nay sẽ thành thân. Quý anh anh bắt đầu đập mạnh. Triệu nhị lang nào? Triệu tu duyên nhị lang quân của đại phòng triệu gia sao? Đúng, chính là hắn. Triệu nhị lang của đại phòng triệu gia. Nhiều thất nương cởi mở nhận biết. Chị ta cuối năm sẽ gả cho triệu nhị lang. Nàng thẹn thùng nói. Ta và chị ta rất thân nhau nghe nói triệu nhị lang phong thái như ngọc, tài nghệ xuất chúng. Không biết hắn làm người thế nào, hỏi thăm một chút, mong quý nhị nương đừng trách. Triệu tu duyên không phải là quan ở nhà đan đấu gấm sao? Sao hắn lại đính hôn với tiểu nương tử nhà phó đô đốc Nhiêu Phủ, cuối năm còn cưới Nhiêu gia nương tử? Chắc chắn mình nghe lầm, quý anh anh nở nụ cười. Nhiều thất nương thấy nàng cười kỳ lạ, nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ triệu nhị lang có gì không ổn? Quý Thị và Quý Diệu Đình sợ đến tim đập mạnh, sợ Quý Anh Anh thất thố trước mặt mọi người, Quý Thị nắm chặt tay con gái. Quý Diệu Đình bước lên một bước, chặn lại muội muội, chắp tay nói. Nghiêu tiểu nương tử, nhà chúng ta là láng giềng của triệu gia. Quý gia chỉ là phường nhuộm nhỏ, nhận ra triệu gia lang quân, nhưng không thân thiết. Không tiện nói sau lưng người khác, mong người thư lỗi. Hắn nói vậy, như thất nương cũng không nên hỏi tiếc nàng chỉ là nhất thời hiếu kỳ, thuận miệng hỏi, vốn là người xa lạ, lại nhường ra thấu quang kính. Nàng không nên ép người ta nói, nhiều thất nương liếc nhìn vẻ mặt hoảng hốt của quý anh anh, đè xuống nghi ngờ trong lòng, một lần nữa cảm ơn quý thị rồi dẫn người đi dạo tiệm. Thấy nghiêu thất nương rời đi, quý thị và quý diệu đình đồng thời nhìn về phía quý anh anh. Quý thị thấp giọng nói. Tại sao lạnh vậy, chẳng lẽ sáng nay dậy sớm đưa ngươi gì, bị phong hàn? Nhiều thất nương còn chưa đi hẳn, thịnh đại lang vẫn đứng bên cạnh, quý diệu đình sợ quý anh anh nói ra điều gì, liền đặt tay lên chán nàng. Nha, quả nhiên thật nóng, nương, đưa muội muội đi y quán trước. Hắn xin lỗi với thịnh đại lang. Tiểu muội thân thể yếu, chuyện gương để ngày khác nói. Thấy quý anh anh sắc mặt tái nhợt, thịnh đại lang càng thêm xin lỗi, hướng quý thị nói lần sau ta sẽ tìm cách kiếm lại hai mặt thấu quang kính. Thiếu đông gia đừng bận tâm. Quý thị cố gắng gạt bỏ nụ cười, cùng tương nhi đỡ quý anh anh lên xe la. Quý phúc, nhanh về nhà. Xe la chạy nhanh, đi một đoạn đường, trong xe đột nhiên phát ra tiếng khóc bén nhọn. Giống như bị cái gì chặn lại, trở nên mơ hồ không rõ, như tiếng thú nhỏ rên gì. Trường 49 Ca, van xin ngươi người có thể giúp ta một chút được không? Quý anh anh dựa vào giường ngồi dậy, mái tóc đen dài buông xuống váy trắng, trông yếu ớt không chịu nổi. Nàng ngửa mặt lên, gương mặt nhợt nhạt như áo tố la trên người, đôi mắt đen thăm thẳm như hai ngọn lửa than hồng, nhưng ánh sáng đó dường như có thể tắt lịm bất cứ lúc nào. Quý diệu đình lo lắng và đau lòng. Chỉ trong ba ngày, quý anh anh đã gầy rộc đi. Qua lớp áo mỏng, có thể thấy xương vai nàng nhô lên rõ rệt. Quý Diệu Đình không dám mở miệng, sợ rằng nếu mở lời, chính mình sẽ khóc nấc lên. Hắn chần chừ, bước chậm đến cửa, dùng sức đóng cửa lại. Từ trong phòng vang lên một tiếng động mạnh, Quý Diệu Đình run rẩy, nhắm mắt lại, hai tay chắp lại, khóa cửa. "Ca, Quý Anh Anh lăn một vòng nhào tới cửa, quỳ gõ cửa, giọng khàn kêu lên. "Ca, ta chỉ muốn gặp hắn một lần." ta chỉ muốn hỏi hắn một chút thôi. Ca, ngươi thả ta đi được không? Nàng gần như không còn sức, bàn tay vỗ nhẹ lên cửa gỗ, âm thanh yếu ớt. Quý diệu đình ngồi bệt xuống bậc cửa, vùi đầu vào cánh tay. Hắn lau nước mắt, ngừng đầu lên và hít một hơi. Anh anh, tính tình ngươi quá nóng, đi đến triệu gia thì có gì tốt chứ, chỉ tự chuốc nhục mà thôi. Van xin ngươi, ca, ta hiểu rõ chuyện này, ta sẽ không khóc. Quý anh anh quỳ dạp trên mặt đất, khóc thương xót. Nàng đã sớm nói với Triệu Tu Duyên, nếu hắn không thể cưới nàng, chỉ cần nói cho nàng biết là được. Nàng sẽ không quấn lấy hắn, nàng thật sự sẽ không làm vậy. Nước mắt thấm ướt chỗ nàng ngồi, lần đầu tiên đính ước với Triệu Tu Duyên là vào một ngày mưa. Mưa đột ngột, Triệu Tu Duyên kéo nàng hái thuốc nhuộm, rồi dẫn nàng chạy như bay về Trúc Lâm Tử. Mưa càng lúc càng lớn, tường đỏ của chùa bị màn mưa trắng xóa che khuất triệu tu duyên và nàng bất đắc dĩ trốn dưới cây đại thụ hắn bảo nàng đợi giao túi vải cho nàng cầm rồi dùng tay áo che đầu lao nhanh vào mưa nàng nghĩ rằng hắn chạy về chùa lấy ô không ngờ hắn chạy đến bên cây chuối tây bẻ hai chiếc lá chuối rồi quay lại trời mưa suốt một canh giờ hắn đứng trước mặt nàng giơ hai chiếc lá chuối để che mưa cho nàng nước mưa chảy xuống từ tóc hắn, trông hắn như một chú cún ướt mưa. Quý anh anh còn nhớ, mặt nàng áp vào ngực hắn. Nước mưa thấm ướt áo, để lộ trái tim hắn đập thình thịch không ngừng. Ta chỉ muốn hỏi hắn một chút thôi, quý anh anh nhắm mắt lại. Ta không có ý định đi triệu gia, ta đến đó làm gì chứ? Ta có thể mặt dày đến triệu gia để chất vấn hắn vì sao không cưới ta sao? Sau ngày mai là mùng 9 tháng 10, ta muốn đến Ích Châu Thành ta chỉ cần hắn nói cho ta biết một tiếng, dù hắn làm vì bất đắc dĩ hay cam tâm tình nguyện, ta đều không để ý. Ca ca, ta không gây rắc rối, ta không giận, ta cũng không mắng hắn. Ta chỉ cần nghe hắn nói cho ta biết là được rồi. Nàng chỉ muốn hỏi Triệu Tu Duyên một chút, hỏi tại sao hắn lại đối xử với nàng như vậy, tại sao lại lừa dối nàng, có phải vì muốn có được màu của nàng không? Không, Triệu Tu Duyên không phải loại người đó, chính nàng đã chủ động đưa màu cho hắn không phải vì màu sắc, vậy thì vì lý do gì? Vào ngày 15 tháng 8, hắn có thể nói với nàng rằng không thể cưới nàng. Trước mắt nàng hiện lên gương mặt của hắn, nụ cười của hắn. Đôi mắt hắn đầy tình cảm, bên tai nàng vang lên giọng nói của hắn, những suy nghĩ rối ren và hỗn loạn tràn vào đầu, khiến nàng cảm giác như đầu sắp nổ tung. Anh anh, sao ngươi nhất định phải nghe hắn nói mới hết hy vọng? Quý Diệu Đình nhìn những chiếc lá rơi đầy sân, giọng nói mệt mỏi. Người thông minh như vậy, chẳng lẽ không đoán ra được sao? Màu của ngươi đã tạo nên tấm gấm đẹp, Triệu gia luôn lo lắng Dương gia cũng có tấm gấm tốt. Kết thân với gia đình Đô đốc là để có thêm sự ủng hộ. Triệu gia quyết tâm đối đầu với Cẩm Vương. Tiếng khóc lớn vang lên từ trong phòng, Quý anh anh khóc đến nỗi không thể thở nổi. Đúng vậy, nàng đều hiểu, nỗi đau này làm nàng không chịu nổi, gặp Triệu Tu duyên là chấp nhiệm của nàng giống như lời hắn là cây đao có thể chặt đứt mọi tình cảm của nàng ta đói rồi ca ca ta sẽ ngủ một giấc ngươi mang cho ta chén cháo nhé quý anh anh nằm ở cửa giọng yếu ớt như tiếng mèo kêu ngày hôm đó trở về nhà quý thị sợ quý anh anh giận dữ mà chạy đến triệu ra nên đã nhốt nàng trong nhà quý anh anh không thấy đói suốt ba ngày nàng chỉ uống nước gần như không ăn gì trông ngày càng tiều tụy triệu gia giấu kín chuyện hôn sự của triệu nhị lang và việc kết thân với nghiêu gia phó đô đốc. Quý diệu đình nhờ các mối quan hệ, nghe được rằng sau trùng dương, triệu thân thị đã đi dâng hương tại thành bắc tín tự. Trùng hợp, ngày đó nghiêu phu nhân cũng đến tín tự. Nơi này do tục vương dương tú xây dựng, truyền thuyết rằng vào ban đêm có người thấy ánh sáng đỏ, quan phủ phái người điều tra, thấy trong ánh sáng đỏ có tượng văn thù Bồ Tát. Trong năm Khang Hy, nơi này được xây dựng lại và đổi tên thành văn thù viện của thành đô. Nhiều thất nương cho biết cuối năm nay, triệu nhị lang sẽ cưới chị của mình. Triệu thân thị và Ngưu phu nhân đã gặp nhau. Quý thị tin rằng hai nhà dự kiến chuyện hôn sự là vì cuộc thi đấu gấm năm nay. Không có lửa thì sao có khói, triệu và Ngưu ra kết thân không phải không có lý do. Trong viện, lá hoàng giác thụ bay rụng đầy đất, quý diệu đình ngồi trên bậc cửa, lẩm bẩm. Anh anh, Người nghĩ rằng không sống cùng triệu nhị lang thì tốt hơn. Gặp rồi thì sao, dù hắn cam nguyện hay bất đắc dĩ, cũng khó mà ở cùng ngươi. Ngày đó gặp Nghiêu Thất Nương, người suýt nữa thất thố. Đi Châu Thành, người ngồi dưới đài xem đấu gấm, triệu tu duyên ngồi trên đài. Các người có thể nói chuyện được sao? Nếu khiến triệu và Nghiêu gia chú ý đến ngươi, ngươi có còn nơi sống yên ổn ở ích Châu Thành không? Phía sau cửa không còn tiếng động, quý diệu đình hoảng hốt, đứng dậy mở khóa thấy quý anh anh ngất xỉu trên đất hắn vội ôm nàng đặt lên giường gọi hai nha đầu bên ngoài đi nấu chén cháo trắng đến làng nhi chạy như bay về phía nhà bếp tường nhi lau nước mắt hỏi lang quân có cần gọi lang trung đến không nàng đói thôi đợi nàng uống cháo nghỉ ngơi một chút sẽ ổn Người cẩn thận hầu hạ quý diệu đình nói rồi đi ra gian ngoài ngồi lang trung không thể gọi đến tam đạo yển lớn như vậy trừ phi quý anh anh thực sự bị bệnh hắn tuyệt đối không để chuyện này lan ra ngoài dựa vào cái gì mà triệu nhị lang muốn tràn ngập niềm vui nghị thân còn quý anh anh lại muốn trở thành trò cười trong mắt người khác lý ma ma ló đầu nhìn vào từ cửa quý diệu đình đi vào gian trong nhìn thoáng qua rồi bước ra ngoài hai người đứng dưới cây hoàng giác thụ trong viện nói chuyện với nhau bằng giọng thấp đại lang quân phu nhân lo lắng vài ngày không ngủ được hai ngày này còn nhờ ngươi trông chừng tiểu nương tử đợi sau cuộc đấu gấm triệu và nghiêu gia công khai tin vui tiểu nương tử sẽ nghĩ thông suốt thôi ta hiểu quý diệu đình đáp nhưng trong lòng cười khổ muội muội không phải là không nghĩ ra qua ngày đấu gấm nàng vẫn muốn gặp triệu tu duyên một lần hắn suy nghĩ một chút rồi nói ngoài viện đã có quý ma ma trông chừng anh anh hiện tại yếu không thể ra ngoài ta sẽ đi gặp mẫu thân không để cho quý anh anh gặp Triệu Tu duyên là điều đúng đắn. Trong lòng nàng vẫn không vượt qua được nỗi đau này, Quý thị lúc này rất kiên quyết, không cho hai người gặp mặt lại. Tương Nhi, Đại Lang quân đâu? Quý anh anh từ từ mở mắt hỏi. Nương tử, Lý mama đã tới, Đại Lang quân đã đi ra ngoài. Quý anh anh nhìn lên nóc nhà, ánh mặt trời xuyên qua mối ngọc lưu ly chiếu vào, một cột sáng với những hạt bụi nhỏ bay lơ lửng trong đó nàng cảm thấy như đã ngủ rất lâu, những ký ức thời niên thiếu dường như đã hóa thành khói bụi. Khóe môi nàng dần hiện lên một nụ cười buồn. Đấu gấm, cũng chỉ vì đấu gấm. Sau ngày mai, ta nhất định phải đi ích châu thành. Tương Nhi, người có giúp ta không? chương 50 Tương Nhi cắn môi, gấp gáp đến mức quỷ gối trước giường. Quý ma ma đang canh giữ cửa sân, ngài không ra được đâu. Nương tử, ngươi đừng nhớ đến triệu lang quân nữa, Quý anh anh lạnh lùng nói. Người cũng nghĩ rằng ta nhớ hắn vì yêu hắn sao? Nếu không phải vậy, ngài cần gì phải nghĩ đến việc đi ít châu thành? Chẳng phải là muốn gặp triệu lang quân sao? Tường nhì cúi đầu, ngập ngừng nói. Nương tử, nô tỳ ăn nói vụng về, nhưng đã nhìn thấy rõ ràng. Triệu lang quân tuy tốt, nhưng hắn và nương tử cùng nương tử. Nàng không tự chủ được lời nói, từng câu thành thật, chán dịn mồ hôi quý anh anh bật cười hắn và ta không giống nhau hắn là con trai trưởng có hy vọng nhất thừa kế gia nghiệp triệu gia ta chỉ là con gái của một tiểu phường nhuộm thấy tương nhi kinh ngạc ngừng mặt nhìn mình quý anh anh cười đến run cả người ta cũng biết chỉ là ta không dám nhìn thẳng vào sự thật ta tự lừa dối mình nghĩ rằng trên đời này còn có tình yêu chân thật vượt qua mọi rào cản dòng dõi ta nghĩ rằng những gì ta thấy trong mắt hắn là thật mọi người khen ta thông minh nhưng cuối cùng ta lại là kẻ ngu ngốc nhất nàng cười nhưng nước mắt lại rơi tường nhi thấy lòng mình như bị vắt thành một bó nằm sấp trước giường khóc lớn đừng khóc có gì mà khóc chứ quý anh anh cố gắng ngồi dậy đỡ nàng đứng lên sau này ta sẽ không ngu ngốc nữa làm chiếc gấm này ta đã vất vả bao lâu chỉ muốn xem kết quả thế nào thôi lăng nhi vào đi ta sẽ đi cầu xin phu nhân sẽ không để ngươi khó xử Lăng Nhi ấm ức nói. Nương tử, nô tỳ sẽ không nói với phu nhân. Nàng đã mang cháo đến từ sớm, nghe quý anh anh nói chuyện với tương nhi, không dám tiến vào quấy rầy hai người. Cũng muốn giả vờ không nghe thấy, tránh bị phu nhân hỏi mà không biết trả lời thế nào. Quý anh anh không nói thêm, đỡ tương nhi dậy, chậm rãi bước ra ngoài. Lăng Nhi, người đi bẩm phu nhân một tiếng. Ta muốn gặp nàng, người hãy nghĩ cách để phu nhân tin tưởng ta. Lăng Nhi ngẩn người rồi đáp. Vâng. Cháo trắng tốt cho dạ dày. Gạo được nấu nhừ, tỏa ra mùi thơm nồng. Quý anh anh uống hai chén, mồ hôi dịn ra khắp người. Mặt nàng trông có sức sống hơn. Nàng tắm rửa sạch sẽ, cảm thấy còn mệt mỏi, liền đi ngủ một giấc. Khi tỉnh lại, trong phòng đã đốt đèn, phu nhân đang ngồi bên cạnh giường. Mẹ, sao mẹ tới mà không gọi con dậy? Quý anh anh ngồi dậy, Phu nhân kéo tay nàng, chưa nói đã rơi lệ. Anh anh, con thực sự nghĩ thông suốt rồi sao? Quý anh anh cảm thấy lòng chua xót, nàng cố mở to mắt, nhẹ nhàng nói. Trên đời này còn nhiều người tốt mà, con không nên để mẹ và anh lo lắng. Hiện tại không quên được, sau này sẽ quên. Tính theo ngày, Triệu Nhị Lang sớm đã nên dệt xong đấu gấm. Con chỉ muốn biết, hôn sự này, hắn là bị ép buộc hay tự nguyện. Dù không thể ở bên nhau, con cũng không muốn trong lòng mang nặng chuyện này, tương lai sống một cách mơ hồ. Đứa con ngoan, thấy nàng nói hiểu chuyện, phu nhân không kìm được lại khóc. Bà ôm quý anh anh vào lòng, nghẹn ngào nói. Là mẹ không có ích, trong lòng nghẹn một nỗi hận, hận mẹ cả đã gả ta đi xa. Sau khi gả đi, liền cắt đứt liên lạc với nhà ngoại. Khi cha con qua đời, con và anh còn nhỏ, mới phải gửi thư đến trường An. Trước giờ không chịu nịnh bợ khi có việc mới viết thư xin giúp đỡ. Ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu giận không quan tâm cũng là điều đương nhiên. Nếu không phải vậy, chỉ dựa vào uy danh chiến công của từ gia tổ tiên, Triệu gia là gì chứ? Mẹ, không cần dựa vào thế lực nhà ngoại, chúng ta cũng có thể sống tốt. Mẹ bảo vệ phường nhuộm hoán hoa, nuôi nấng con và anh, mẹ là người mẹ tốt nhất. Quý anh anh nói, nhớ tới việc mình và Triệu Tu Duyên đã khiến mẹ lo lắng, cũng bật khóc. Hai mẹ con sau khi khóc, cảm xúc dần tan biến, không khỏi nhìn nhau cười. Phu nhân chủ động nói. Ta biết con muốn đi xem đấu gấm, muốn xem triệu gia có thắng không? Anh anh, con còn nhớ đã nói với mẹ điều gì không? Con nhớ mà, nếu có cơ hội gặp triệu nhị lang, nếu hắn giải thích thì sẽ nghe. Dù là lý do gì, không quan trọng. Quý anh anh nghiêm túc hứa. Triệu tu duyên đã dệt xong gấm ba ngày trước, để đạt được mục tiêu nổi tiếng, sau khi xem xét, triệu lão thái gia quyết định không để bức chức cầm ra khỏi tàng chân các. Triệu lão thái gia dặn dò triệu tu duyên tự mình canh giữ. Thợ dệt đóng gói chức cầm cẩn thận vào thùng gỗ, nhìn phụ thân mang theo người của tiêu cục chở cây dương đi. Triệu tu duyên nhìn quanh đan phường trống rỗng, cảm thấy hài lòng nhưng cũng có chút mất mát. Hắn tự tin nghĩ, nếu bức gấm này mà không thắng được cẩm vương, thì chỉ có thể nói triệu gia quá xui xẻo phụ thân sẽ mang đấu gấm đến gấm quan thành, cùng những người tham gia đấu gấm từ kiếm nam đảo, chú trong thành khách sạn, chờ đợi ngày mai lên sàn. Triệu tu duyên chỉnh lại áo bào, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi tàng chân các. Lang quân Thấy triệu tu duyên, triệu an và triệu bình đều mừng rỡ đến khóc. Triệu lão thái gia nghiêm lệnh, ai dám ảnh hưởng đến triệu tu duyên khi diệt chức cầm sẽ lập tức bị đánh chết. Hai người hầu tất nhiên nghe tin về cuộc hôn nhân với Nghiêu Gia, lo lắng đến mức đi đi lại lại ngoài tàng chân các, làm mòn cả lớp đá xanh. Triệu Bình, đi báo với phu nhân một tiếng, ta về đằng viên rửa mặt trước. Triệu Tu Duyên mỉm cười phân phó. Triệu Bình nháy mắt với Triệu An, rồi đi trước. Triệu An đi theo sau Triệu Tu Duyên, ngập ngừng nói. Lang quân, khi ngươi đang dệt trước cẩm, lão thái gia dường như đã đính hôn cho ngươi mắt triệu tu duyên sáng lên, không kiềm chế được nhìn về phía quý gia, cười vui vẻ. Tin này đến đúng lúc lắm, thường thêm tiền mỗi tháng. Đợi khi ngươi biết không phải đính hôn với tiểu nương tử quý gia, khỏi cần thường thêm tiền, thường hèo cũng không sai biệt lắm. Triệu An đột nhiên nhận ra, triệu bình tiểu tử này có lẽ đã đoán được việc báo tin là phúc hay họa, nên mới không chút luyến tiếc. Lời đã nói ra khỏi miệng, triệu An nhanh chóng đổi giọng, cẩn thận đáp. Việc này còn chưa truyền ra, có lẽ lão thái gia muốn đợi lang quân dệt xong gấm rồi mới nói. Tiểu đệ và triều bình chỉ là làm theo phân phó của lang quân, cẩn thận tìm được chút tin tức, nhưng không biết có đúng không. Chính mình không có ở đây, phải đi quý gia dâm lễ, anh anh sẽ không vui. Phải chỉ đổi qua thiếp canh, triệu tu duyên một lòng muốn biết tình hình hôn sự cụ thể. Bước chân chuyển hướng, đi về chỗ ở của triệu lão thái gia. Đi trước thỉnh an lão thái gia. Triệu An ngẩn người rồi vội vàng theo sau. Trong lòng hắn sợ Triệu Tu Duyên nổi giận, liên tục theo đến cổng viện, thấy Triệu Tu Duyên bước nhanh vào cửa, sợ tình báo không đúng sẽ kết cục thảm hại hơn, hạ quyết tâm nói nhỏ. Lão thái gia muốn cho ngày cưới không phải là quý nhị nương. Ta biết, gì cơ? Triệu Tu Duyên đang rất vui, nghe không rõ hai từ này. Trong chớp mắt khi kịp phản ứng, Triệu lão thái gia đã đứng trước mặt hắn hắn chừng mắt nhìn Triệu An một cái, rồi tiến lên hành lễ. Chào tổ phụ, nhị lang, pha cho tổ phụ một chén trà. Ánh mắt của Triệu ông cố ẩn chứa cảm xúc mà Triệu Tu Duyên không hiểu được. Hắn ngoan ngoãn đi qua, quỳ ngồi đối diện lão thái gia. Triệu An nói thật hay giả, tổ phụ rõ ràng đã đồng ý, sao lại không nói một lời mà định hôn sự khác cho hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào bếp lò, than hồng nung nước trong ấm dần sôi sùng sục. Triệu tu duyên cẩn thận thêm một muỗng nước, khi nước sôi, rót vào chén trà. Hương trà lan tỏa khắp nơi, hắn cung kính đưa chén trà bằng hai tay. Triệu lão thái gia chậm rãi ngửi hương trà và suy ngẫm. Đến khi uống qua hai chén, mới vui mừng vuốt dâu cười. Xem như giữ được bình tĩnh, qua được cửa này, ngươi chính là kế nhiệm gia chủ triệu gia. Như tiếng xâm xét, nổ vang trong đầu triệu tu duyên. Hắn đặt tay lên đầu gối, không kiềm chế được nắm chặt thành quyền. Hàng vạn câu hỏi vì sao nghẹn lại trong miệng, hắn khép chặt môi, cố gắng kiềm chế ba từ đó khỏi hét lên. Hắn lặng lẽ nhìn tổ phụ, hắn biết tổ phụ chắc chắn đã nhìn thấu ánh mắt của mình. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn